Vâng, cửa Minh Đô xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và tiếp tục hôm nay em còn đang có mặt tại cửa hàng Hiếu Minh Đô tại cơ sở 1 là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì báo cáo bác thì hôm nay thì như hôm qua em đã báo cáo bác đấy. Thì hôm nay em về một loạt các CD của mã AAP. Như biết thì đơn vị em là đơn vị chuyên đẩy công suất. Và hôm nay một mã đẩy mới mà em muốn review tại đơn vị em. Cũng như trên thị trường thì anh em đã bán rất là nhiều rồi. Đó mẫu đẩy 1.000 W một kênh, 4 kênh AAP mã hiệu 1004 bác nhá. Đây bác có thể thấy rất là đẹp luôn. Cậu quay cho anh màn hình vào đây tí, quay mặt trước để anh xoay nhá, được chưa? Thiết kế mà đằng trước màn hình lồi, điểm nhấn của con này chính là màn hình lồi nhá, rất là đẹp, mặt mica này rất là sang luôn, mặt bóng mà, các bác có thấy nhá. Xem từng góc cạnh của em nó nhá, phía sau tất cả các chuôi nó làm rất là xịn sò bằng cái chân inox này, chân inox chuôi nó, tín hiệu đầu ra, tín hiệu đầu vào, cũng như là đường line đây nó đường link các nhá. Đối với sản phẩm hàng nhập, đây là sản phẩm chính hãng nhập khẩu bởi Tân Cường. Thì đối với sản phẩm chính hãng ở đây em quên mất, em đang phải dần vào rạch hộp cơ, nhưng mà vì là em còn muốn mở nội thất cho bác xem nên em bỏ sẵn một chiếc đây. Thì nó có chữ ký sống không nhá, có lý này, chữ ký sống này. Bản 2021 bác nhá. Đây tháng mấy đây? Nhập về tháng 6 2021. Thì như ấy thì nhập về đây đã một tháng rồi. Nguyên tem này. Và nhân tiện đây thì hôm nay em review cho bác con đẩy rất chất lượng này. Và cái điều quan trọng bên em bán giá rất là tốt nhá. Mức giá tốt nhất thị trường. Thì tiện đây em sẽ mở nội thất con này ra. Thì trước khi mở nội thất con này thì em sẽ ký chữ ký của Hiếu Minh vào đó. Để sau này bác mua một con này thì em sẽ bán rẻ cho bác một con này nhá. Vì thứ nhất đây là hàng nguyên tem. Hàng nguyên tem em sẽ ký đúng vào điểm này các bác này. Em sẽ ký này. Đấy, cạnh chữ ký Tân Cường đây một chữ ký nhá. Đấy, sau anh bác nào mua đúng cái con này thì em sẽ giảm cho bác 1 triệu đồng con này. Hứa danh dự luôn vì này em sẽ bóc tem ra mà. Không nhiều bác lại nghĩ là bóc ra sửa chữa gì. Thực ra là hàng em nhập của hãng ấy, nếu mà có bảo hành thì em gửi cho hãng lại dán lại tem như ban đầu, nhưng em muốn là ra lộc bác một con này. Thứ nhất em review bác và ra lộc luôn cho những bác nào mua đầu tiên con này. Và bây giờ em sẽ tiến hành mở ra. Ông Khiêm mở cho tôi ấy. Để tôi bóc ra đây. Mấy cậu đây này, ba người phụ được không? Bình tĩnh nào, đang ấn vào rồi, tuột chuối rồi được không? Căng đúng luôn, dễ dàng bạn. Cứ bình tĩnh thôi đây ạ, các bác đang hồi hộp chờ đợi mà. Rồi. Nó không được bóc tem, nó có run tay các bác. Run tay nó đẩy chục triệu rồi. Hôm qua cắt bằng tay. Nên mình bóc một cái tem ra để mở nó con ốc này các bác nhá. Để nó còn ba con ốc trên mặt liền, thì mỗi ốc này bóc tem thôi, còn hai ốc này sẽ phải phá tem cho đẹp. Mà mai ông mua thì mất mỗi hai bóc ốc con này thôi. Thì nói đến đẩy công suất thì như báo cáo bác thì bên đơn vị em chuyên đẩy, và đối con đẩy này với công suất cho ma 1.000 W một kênh thì các bác có thể chơi được là một cặp 30 một kênh không nhá. Đây em quay ghép hình liền luôn, không ghép ảnh ghép gì cả, nên là em quay là có theo em quay rồi đó. Sờ vào đi. Sờ vào gân của nó. Đây đây. Khó quá nhỉ, phá tem này khó ghê. Được rồi. Đấy. Rồi bên cạnh nốt. Thế này bóc tem mất 1 triệu rồi các bác ạ. Giảm 1 triệu cho bác nào luôn con này luôn. Em định là nhờ nhà cung cấp cho lấy đơn hàng thì xin cái tem về dán lại, nhưng mà em bớt cho bác 1 triệu con này luôn. Để bác liên hệ nhá, có như lộc lá em review con này cho bác này. Vẫn bảo hành 1 năm như bình thường các bác nhá. Hàng hãng nhập khẩu. Đây có phải là một clip đầu tư 1 triệu. Với công suất cho ra 1.000 W một kênh, các bác chơi ở những không gian gia đình mà đánh có thể đánh là như một cặp 30 một kênh này, hoặc một quả súp đơn 50 một kênh. Cái dòng này ấy, thì nó sẽ thiên về cái giải bát nó nhiều hơn một chút các bác nhá. Vì mạch của nó là mạch class B, dòng ra class H nên nó sẽ thiên về giải bát nhiều hơn. Đối với công suất cho ra 1.000 W thì có lưu ý là cái chỉ số vôn ấy, cổ tụ ấy, nó sẽ lớn hơn so với con 800 W các bác nhá. Và sẽ nặng hơn con 800 W một chút. Ngầu nhỉ. Con này xem bao nhiêu vôn đây, 80 V này. 18.000 mi các bác nhá. AP. Phải nói là cực kỳ ngầu luôn. Và nói đẩy công suất thì em đang bán tập trung hai hãng như em đánh giá rất là cao, gồm DB và AAP.
thì bên DB thì nó cùng là con này thì nó sẽ thiết kế nó có thêm tính năng chống chập dây loa, còn AP thì không có. Nhưng mà về chất lượng thì AP cũng rất là chất lượng các nhá. Đây. Các bạn thấy bán kính nguồn đồng nó giờ 22 này. Thiết kế con này bao nhiêu sò đây? 2 4 6 8 này. 10 12 14 16 16 16 32 64 sò cả bù áp. Nhưng cái thiết kế bên bản này ấy, là cái chỉ số vôn ấy nó lớn hơn. Đấy, chỉ số vôn lớn hơn phần tụ cũng như các linh kiện 5 vạch màu ở trên 7 vạch màu sẽ là lớn hơn so với phiên bản 800W cũng như nguồn đồng nó nặng hơn các bác nhá. Tất cả chạy bằng sò LG đúng không? Đây trên này có chữ ký này, AP. Để nói rất là đẹp luôn. Những con đẩy hàng loại xịn ý có lưu ý nhá. Hàng hãng nói chung cho tất cả hãng nói chung, đã là hãng nhập khẩu thì bác để ý những cái điểm dây dợ nó nhá. Đi nó rất là gọn gàng này. Các bác nhìn đâu ạ? Quấn hết dây dợ, quấn hết nhá. Cái phần nguồn con này thì em đánh giá được gọi là rất là cao vì nó thêm cái lớp bọc này. Cái này lớp bọc vải đúng không? Vải cách nhiệt đấy để cho nó tán nhiễu, tán nhiệt ra. Tán nhiệt để cho nó đỡ nóng. Đấy. Đây. Này. Đấy như lại tiếp theo một video này nữa thì báo cáo bác đây này. Có thể thấy Hiếu Minh đang chỉ gì không ạ? Cái vỉ men của nó là vỉ men cho 1000. Các bác có nhìn thấy em chỉ không ạ? Chỉ tay vào đây này. Cậu zoom lên không? Phiên bản 1000 thì cái men của nó sẽ cho vỉ men 1000. Zoom chưa? Giống như con đẩy DB em giới thiệu bác ấy. Hàng chuẩn của nó sẽ có cái vỉ phíp của nó hay cái linh kiện nó cho ra cái đáp ứng cho bác là cái công suất để chịu được nhiệt của nó là 1000W thì đây vỉ men vậy. Đấy. Xem một số đặc điểm đâu em hôm nay em mới mở ruột con này, bình thường ra là hôm trước là em bán từ trước lâu rồi, nhưng hôm nay em mới mở ruột ra để là review cho bác đối với con đẩy này thôi. Đấy. Tất cả chất xoáy nó là bằng đồng hết nhé, chân bằng đồng bán dẫn hết rất là tốt luôn. Phải nói là từ chất, đánh giá rất là chất đối con đẩy này. Mời hiện tại trên mẫu đẩy đây. Đây là mẫu 800W này các bác này. Mẫu 800W của hãng này. Nghĩa là đối AP thì hiện tại em đang tập trung vào những mẫu đẩy 4 kênh và những mẫu vang. Ngày mai em sẽ review một series vang của AP bác nhé. Ngoài ra thì bác có tham khảo những mẫu DB. DB thì nó sẽ thêm tính năng chống chập dây loa. Như cái này con 4.8, 800W này. Nghĩa là ở hai hãng này thì mặt con này mặt phanh nhôm, còn con này mặt Mica bác nhé. Đấy là tổng quan em review cho bác chi tiết đối con đẩy này. Còn về chất âm nó thì bác biết rồi. Chất âm của những dòng đẩy này thì cho ra chất âm rất là hay, nhất là thiên về tiếng các bác nào đánh ở giải cần tiếng bát nhiều một tí thì bác lấy những con đẩy như AP hoặc DB đều được, nhưng con DB thì sẽ thêm tính năng chống chập dây loa. Đấy em phân tích rất rõ, còn về tính năng của các con như nhau chỉ thêm một tính năng chống chập dây loa là em thấy là con DB đánh giá nó thêm được một điểm nhỏ nhỏ nữa là thêm tính năng chống chập dây loa. Đấy là về tổng quan mà tại sao bên đơn vị em lại vẫn bán các hãng đẩy khác nhau, nhưng cái điều sự công bằng là có tính năng nào và có chất lượng nào thì em đều review cho bác. Thì bên AP thì chính sách bảo hành là một đổi một trong một tháng đầu và bảo hành 1 năm bác nhé. Còn đối với sản phẩm của DB là bảo hành 2 năm đó. Và hẹn các bác trong buổi tối ngày mai em sẽ buổi live stream để review cho bác với nhiều thứ mới lắm. Thực sự nhiều thứ mới mà đến ngày hôm nay thứ ra là dịch dã. Đây, các bác khách hàng đang đến để xem loa đây, em xin phép dừng video ở đây. Và cũng như là dịch dã này thì tối ngày mai em sẽ có review cho bác là một loạt các mẫu vang mà em mới về cũng như là các vang chất lượng và giá thành hợp lý để sell trong thời điểm này, mà thời điểm là các bác đang mua cũng giá rất là tốt tại đơn vị Hiếu Minh cũng như là sắp tới em ra website. Như thế thì các bác có thể tham khảo riêng thì sản phẩm này rất là khó vì ví dụ hôm nay có nhiều bác lên bảo sao trên thế Hiếu Minh hôm nay tôi xem được mỗi con đẩy này thôi, nhưng thực ra là bên em bán rất nhiều mã đẩy. Mà để thế nào thì các bác có thể lên xem được nhiều mã đẩy nhất, đó là các bác lên website bên em để xem nhiều mã đẩy, nhiều mã vang, nhiều mã loa, nhiều mã súp nhất. Thì bác có để em tư vấn các bác là dễ hơn. Nhiều khi là có những bác là em tư vấn là đến mức em phải gửi đến cả hàng 20 mẫu nha, 20 cái đường link video ấy, thì nó rất là khó khăn trong vấn đề tư vấn. Thì nhiều khi là các bác có thể xem, một là bộ combo, hai là tham lên website tham khảo là để mình gọi là tư vấn những hãng làm sao các bác thích hãng nào thì em đều để tư vấn các bác là dễ dàng hơn các bác nhé. Và video của em kết thúc, cảm ơn các bác xem video, ủng hộ video của mình và xin chào tạm biệt các bác nhé.